mỗi lần ngồi là khó khăn đến cỡ vậy ạ, giống như là slow motion cô dâu 8 tuổi nhỉ. Mà có đau nhiều không ạ? Đau nhiều. Đau nhiều ạ? Bà đau là bao nhiêu lâu rồi ạ? 2 năm rồi. À, 2 năm rồi. Dạ. Mà bước cầu thang thế này chắc là tình trạng bước cầu thang khó lắm mà. Nhà dưới, nhà đi, đi tới đâu. À, mà bước cầu thang lên thì không được. Đau. Đau lắm. À, đau, đau lâu. Đau lâu, dạ. Đó, khó không? Đu đó. Em thấy không? Cái đu người kìa. Đu đầu. Rồi, bây giờ quay xuống tiếp theo ạ. Khó khăn lắm. Này 75 tuổi rồi. À, mà khó khăn lắm. Bước thì rón rén là phải đu người. Tức là mỗi lần bước cầu thang là người đu lên. Toàn bộ cơ thể là hai bám vào cái thành cầu thang. Đúng rồi đó, mọi người vỗ khoảng 15-20 cái rồi chúng ta sẽ vuốt đi. Chúng ta vuốt và chúng ta miết. Vuốt và miết để mở mấy cái van tĩnh mạch ở đầu gối. Ngồi đi ạ. Khá hơn đấy. Đỡ các bạn. Bác thấy sao rồi? Nghe cái khớp gối nhé, thấy sao? Em hả? À tức là em rồi. Vui không bác? Bây giờ leo cầu thang, đúng rồi. Rồi bác đi, bác đi leo cầu thang xem sao. Không bị bám nhá. Đi như thanh niên nhá. À con trai thấy sao? Tốt hơn nãy chưa? Tốt quá, tốt rồi. Tự tin quá rồi. Mày không bị mà. Quá tự tin rồi. Cứ bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Để xuống mà đi cái cầu thang à, đi từ từ xuống. Quá tự tin rồi. Lúc này là đang còn ngại chứ còn thực ra là đi ngon rồi đấy. Mới rồi vẫn đang sợ. Rồi con trao thế sao? Khác biệt. Khác biệt, có sự khác biệt ha. Bác thấy sao bây giờ cảm xúc của bác? Bác thấy thế nào? Thấy nó không đi được rồi, cũng mừng rồi. Đi được là mừng rồi ha. Đi được là mừng rồi. Để xuống nhà nó có dưới đó trần chi trời. À, bây giờ bác phải cảm ơn cái ông đưa bác tới này này, ông mối này này. Đó, ông mối này dẫn bác tới đây này. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.